biết thế nào. Tôi có đề nghị thế này, đồng chí Tái nên tổ chức một buổi họp quân để khẳng định với bà con những vấn đề sau đây. Thứ nhất, chi bộ ta là một khối đoàn kết thống nhất, không hề có chuyện bè cánh đấu đá. Cho vào trộn với nhau và xin trả lại số tiền 52 triệu do anh ấy chiếm đoạt của bà con. Sau khi anh quyết trả lại số tiền trên, chúng tôi đã mang lên nộp cho xã chờ tòa án phán xét ạ. Cô làm thế là đúng. Sau khi nộp cho xã xong, chúng tôi mới thấy mình nhanh nhở quá. Chuyện liên quan đến vụ án thì phải nộp để cho tòa xử lý, chứ sao gọi là nhanh nhở đoán. Thưa chủ tịch, số tiền ấy của anh Quyết là do móc từ túi người dân Bình Vũ mà có. Bây giờ anh ấy trả lại cho dân thôn tôi thì là đúng chứ. Sao lại liên quan đến tòa án được ạ? Nhưng ông Quyết có liên quan đến vụ án của ông Vấn. Cô không biết hay sao? Biết chứ ạ. Nhưng phần nào liên quan đến tòa án thì cứ thế mà xử. Chứ người dân Bình Vũ có dính dáng gì đâu mà lại chịu mất tiền oan ạ. Tôi nghĩ khi tòa án xử, thế nào cũng trả lại số tiền đấy cho người dân thôn tôi ạ. Trả hay không là do tòa án quyết định. Thế hôm nay cô lên gặp tôi có việc gì? Dạ, tôi lên gặp là muốn đề nghị với chủ tịch can thiệp với xã cho phép thôn Đình Vũ chúng tôi xin lại số tiền đấy ạ. Thế là thế nào? Dạ, hiện nay thôn tôi đang tiến hành hoàn thiện cửa hàng mua bán mà lại bị thiếu tiền ạ. Thế trước khi bắt tay vào là thôn không tính kỹ hay sao? Mà công trình chưa đâu vào đâu đã kêu hết tiền. Dạ, có tính toán rồi đấy chứ ạ. Tính toán mà lại kêu hết tiền. Cũng tại lãnh đạo của chúng tôi giống như con ếch, cứ muốn bụng thì to để giống được như con bò, nhìn ra đến nỗi này ạ. Nếu chủ tịch không can thiệp với xã, cho chúng tôi xin lại số tiền 52 triệu kia, thì con ếch sẽ vỡ bụng mất ạ. Tôi nghe cán bộ của xã Ái Đàn lên đây họp, nói về cô rất là quả là không sai. Thế là xã tôi bình an nhiều lắm ạ. Khen cũng có, mà chê cũng có. Tôi hỏi cô nhé, vì sao cô lại nghĩ ra nhiều việc cho thân cô như vậy? Thôn em nghèo nên kéo gia đình em nghèo theo. Em thấy thiên hạ người ta có đất đai ruộng vườn như thế mà người ta làm giàu được. Nên em thôi cho thằng Long là sợ đấy. Cháu mỗi khoai lang em có được không thế chứ có làm gì đâu ạ. Đáng trong hiện ta ai cũng nghĩ được như cô và như cô bộ của mình cũng thì có phải là chứ. Thế thì chắc có nhiều người nghĩ nhưng làm được em thấy nó cứ khó khăn đây do là sao. Không phải ai cũng nghĩ đúng dân như cô và chi bộ của cô đâu. Vài dẻo. Trong đó có cả một vài đồng chí lãnh đạo cấp dưới. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình. Cả từ các cơ vách của tôi. Thôi, quay sang bàn việc của cô nhé. À, khi đấy cô bảo nhờ lên các việc để xin lại số tiền thôn nộp cho xã phải không? Vâng. Em muốn trình bày cụ thể một sơ duyệt cửa hàng mua bán để cho chủ tịch nắm được, có gì giúp chúng em với ạ? Thôi được rồi, nếu nào tôi cũng tìm cách xuống tận nơi để xem cô và chi bộ Đình Vũ của cô làm ăn thế nào. Bây giờ tôi phải bận đi họp với phòng nông nghiệp để ban về việc triển khai công tác đồn điền sửa theo nghị định 15 của ban thường vụ. Tôi sẽ trao đổi với bên tòa án về đề nghị của cô. Chờ tòa án phán xét thì lỡ hết việc của thôn tôi, hay là chủ tịch Minh Lộc viết giãn mấy chữ tạm thời trả lại số tiền đấy cho dân thôn tôi, sau này tòa án phán xét như thế nào thì chúng tôi cứ yên thế mà làm, có được không ạ? Cô này hay, cô cứ làm như tôi nợ tiền của thôn Đình Vũ cô không bằng. Thôi được rồi, đằng nào thì tôi cũng phải trao đổi với bên tòa án vì việc này liên quan đến pháp luật, mà đã liên quan đến pháp luật thì chủ tịch nước cũng không phá lệ được. Thì nói cái gì đến chủ tịch huyện, tôi sẽ thuyết phục bên tòa. Sáng mai cô chỉ có đạp xe lên đây để tôi trả lời cho cô hay cô có lấy được tiền hay không, như vậy được chứ? Thì chủ tịch đã nói thế, em đành vâng, chứ biết làm sao ạ? Thì tôi cũng chỉ biết trả lời như vậy, chứ biết làm sao bây giờ.
Chị đã làm cái gì đấy? Tao đến thấy đống quần áo để mình lùi xuống mắt. Tao giặt hộ cũng còn làm gì? Cứ để đấy cho em. Hôm nào em cũng lại đến giặt mặt thể mà. Thế là em đây rồi. Mới ngồi đấy. Ta chạy ra phòng vườn. Thế à? Mày lên viện có việc gì đấy? Em đây gặp chủ tịch viện. Cứ để đấy lên mà. Ờ, tao tắt xong rồi đấy. Em vừa mua được con cá chép béo lắm. Trưa nay chị ở lại ăn cơm với vợ chồng em và các cháu nhá. Ăn cơm với nhà mày tao vứt con trang cho ăn. Thì gọi cho tao ăn luôn một thể. Nó đi học. 12 tuổi trưa mới về. Cô ăn con cá chép to chưa? Chú hái xong làm gì? Em về rửa chị. Chào mọi người.